chào các bạn, rất vui được quay trở lại với chương trình Home Gym của Thể Hình Online. Và thành thật mà nói thì đôi khi việc ở nhà lướt Facebook và xem TV luôn hấp dẫn hơn nhiều so với việc đi đến phòng gym, phải không ạ? Và chúc mừng các bạn rằng các bạn vẫn có thể có một body hoàn hảo và có thể đốt mỡ ngay tại nhà của mình. Tất cả những gì chúng ta cần chỉ là một cặp tạ đơn. Và hôm nay hãy đến với những bài tập luyện tại nhà, vận động toàn thân của Hoàng nhé. Và động tác đầu tiên của chúng ta là shoulder tap, có nghĩa là tay chạm vai. Các bạn sẽ chống hai tay xuống sàn, giữ cho cơ lưng thật thẳng, giữ thẳng nguyên người và dùng tay chạm lên từng vai. Một lần như vậy sẽ tính là một rep. Mình sẽ thực hiện 12 rep một set. Mình sẽ thực hiện 3 set, giữa các set nghỉ 30 giây. Ok, hai sẽ chống tay xuống đây. Động tác bắt đầu của nó giống như là động tác hít đất vậy đó. Chúng ta sẽ giữ thẳng người, giữ cơ lưng thẳng, dùng tay chạm vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2. Kết thúc một set. Chúng ta sẽ nghỉ 30 giây. Trong thời gian nghỉ các bạn có thể uống BCA để phục hồi. Chúng ta sẽ thực hiện lại 3 set như vậy nha. Và đến bài thứ hai là squat shake, có nghĩa là các bạn sẽ ở tư thế squat và bật lên, chụm chân lại, sau đó lại bật trở về vị trí bắt đầu. Đó sẽ được tính là một rep. Ở động tác này chúng ta sẽ thực hiện 3 set 15 rep. Đây là bài tập giúp các bạn phát triển cơ bắp tối đa và đốt cháy mỡ tối đa trong một khoảng thời gian ngắn. Nhưng nhớ là phải thực hiện liên tục nha. Đây là bài tập tác động rất lớn với cơ hông, cơ mông và cơ đùi. Cho nên là bài tập này là bài không được bỏ qua nhé. Nhớ thực hiện liên tục, không được nghỉ đâu. Bây giờ thì Hoàng sẽ làm thử set đầu tiên. Chúng ta sẽ hạ người xuống ở góc 90 độ. Sau đó bật. Let's go out and dance the night away. I am ready for that heartbreak. That's usually how it goes. I have done a billion mistakes before. Maybe I am going crazy. Say you feel the same now that we're dancing. I'm taking my chances. I'm going like 1, 2, 3, 4. Looking at you when you're on the floor. 5, 6, 7, 8. Ready for that heartbreak. I'm going like 1, 2, 3, 4. Looking at you. Và bây giờ Hoàng sẽ đến động tác thứ 3, Reneged Row. Đây là một động tác kết hợp hai plank với lại dumbbell row. Chúng ta cần một cặp tạ dumbbell như thế này. Đừng lo, bởi vì THOL có bán tạ dumbbell đó. Chúng ta sẽ cần một cặp tạ dumbbell để có thể tập tại nhà. Đầu tiên, chúng ta sẽ ở tư thế hai plank như thế này, giống như tư thế chống đẩy. Sau đó dùng cơ lưng, xô và tay kéo tạ lên. 1, 2. Nếu mà bạn nào cảm thấy nặng quá không thể tập được như thế này, chúng ta có thể khuỵu gối xuống. 1, 2. Ok, bây giờ thì Hoàng sẽ bắt đầu động tác đây. Khó giữ thăng bằng quá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1. Động tác này bắt các bạn phải giữ thẳng cơ lưng và dùng cơ lưng xô để kéo lên, cho nên có thể đốt cháy được mỡ phần phía dưới cánh tay và phía lưng để chúng ta có một bờ lưng thon gọn nhé. Và động tác cuối cùng của buổi tập ngày hôm nay là squat nâng tạ qua đầu. Đây là một động tác chúng ta sẽ dùng phần thân dưới để nâng cơ thể.
và dùng tay vai để nâng tạ lên. Nó có tác dụng đốt mỡ toàn thân và xây dựng cơ bắp rất tốt nha. Bây giờ thì làm theo Hoang. Hoang sẽ cầm hai cục tạ như thế này, để chân rộng bằng hoặc hơn vai một chút. Xuống tư thế squat, đặt tạ lên vai. Khi chúng ta nâng người lên, đồng thời nâng cả tay lên, hạ tay xuống và hạ người, sẽ được tính là một rep. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Giữa mỗi set chúng ta sẽ nghỉ 30 giây và giữa mỗi bài chúng ta sẽ nghỉ từ 1 đến 2 phút và uống BCA để phục hồi cơ thể nhé. Mặc dù là bây giờ Hoang rất mệt nhưng mà không quên chào tạm biệt các bạn đâu. Hẹn gặp lại các bạn ở các clip sau và cho Hoang biết rằng các bạn đã thực hiện những động tác này như thế nào tại nhà ở dưới phần comment dưới đây của chúng tôi nhé. Tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại. À còn nữa, bài này có phần 2 nha. Có phần 2 của các bài tập toàn thân ở nhà. Nhớ đón theo dõi nhé. Bye bye. Phản ứng theo hai chiều nghịch nhau, anh sợ hãi trong màu sắc dung dịch, từ hồng xanh ngọc bích chuyển sang đen, hết mặn nồng dội lại đến hơn ghen, hai thái cực tình yêu và hóa học, màu phải khi hoa bên lá ngọc, sắc ca còn ngào nghe ánh kiếm cương, em ơi em trong lá đỏ khoe sương. Màu dung dịch anh đồng khoe sắc thiên.